mới chỉ xuất hiện trên thị trường chưa lâu, nhưng máy chiết rót tự động nhận được rất nhiều những phản hồi tích cực từ người dùng bởi rất nhiều tính năng thông minh của nó. Trong ngành đóng gói bao bì các sản phẩm dạng lỏng hay dạng sệt, quy mô công nghiệp, máy chiết rót dung dịch là thiết bị không thể thiếu trong dây chuyền sản xuất. Hiện nay rất nhiều doanh nghiệp cũng đã đầu tư những dây chuyền chiết rót từ nhỏ đến lớn để mở rộng hoạt động kinh doanh. Và rất nhiều chủ doanh nghiệp vẫn còn đang băn khoăn không biết nên lựa chọn loại máy chiết rót nào, công suất ra sao, chất liệu như thế nào. Thì trong video này, chúng tôi xin chia sẻ đến quý vị và các bạn những kinh nghiệm và những điều cần biết để lựa chọn một sản phẩm máy chiết rót đạt chất lượng phù hợp. 1. Xác định nhu cầu sử dụng. Xác định nhu cầu sử dụng được cho là yếu tố quan trọng hàng đầu và cũng là tiêu chí khi quyết định mua bất kỳ sản phẩm nào. Bạn cần xác định nhu cầu sử dụng của cơ sở để lựa chọn khả năng chiết rót định lượng cũng như năng suất làm việc của máy. Nếu quy mô cơ sở lớn, bạn nên chọn máy có công suất lớn, khả năng làm nhiều việc hiệu quả trong cùng một thời điểm. Ngược lại, bạn không nên chọn nhiều máy có công suất bé, như vậy vừa tốn diện tích lại không hiệu quả. 2. Mức độ tiêu thụ điện năng. Chi phí vận hành, tiêu hao điện năng cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận kinh doanh. Điện năng tiêu hao nhiều thì lợi nhuận sẽ ít đi và ngược lại. Một sản phẩm máy chiết rót vận hành tốt khi nó không tiêu hao quá nhiều điện năng trong quá trình sử dụng. Vì thế, hãy tìm hiểu thật kỹ các loại máy và xem mức độ tiêu thụ điện năng của nó đến đâu. 3. Kiểm tra khả năng vận hành và chất liệu máy. Chất liệu là yếu tố bên ngoài nên khá nhiều người cho rằng nó không quan trọng và bỏ qua. Nhưng bạn cũng không nên chủ quan nhé. Một máy chiết rót tự động được làm từ thép không gỉ, vừa mang tính thẩm mỹ lại đảm bảo an toàn khi sử dụng. Bạn cũng có thể thử vận hành máy, xem máy có chạy êm không, có bị rè hay phát ra tiếng động nào khác trước khi quyết định mua chúng. 4. Giá cả hợp lý. Giá cả của một chiếc máy chiết rót dung dịch phụ thuộc vào các yếu tố như thương hiệu, chất lượng, chức năng, dung dịch chiết rót. Thường với các dòng máy chiết rót mini thì các dòng máy đa năng hoặc đa vòi sẽ có mức giá cao hơn. Tuy nhiên, cần tránh không nên mua các dòng máy quá rẻ vì chất lượng kém, độ bền không cao. 5. Vị trí đặt máy. Bạn cần cân nhắc xem các sản phẩm mà bạn lựa chọn có phù hợp với không gian mà bạn đặt nó hay không. Một chiếc máy quá to đặt trong một không gian nhỏ hẹp sẽ gây cảm giác ngột ngạt và chật chội cho người sử dụng, ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc cũng như năng suất hoạt động của máy. 6. Đơn vị cung cấp. Khi mua các sản phẩm dùng cho hoạt động sản xuất công nghiệp như máy chiết rót, quý khách hàng nên ưu tiên lựa chọn các đơn vị uy tín, chính hãng bán hàng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, dịch vụ hậu mãi, bảo hành rõ ràng để đảm bảo quyền lợi về sau. Thương hiệu cũng là một phần nói lên độ bền của sản phẩm. Với các dòng máy chiết rót cũng không ngoại lệ. Tất nhiên, bạn cũng không nên quá câu nệ vào các thương hiệu nổi tiếng, mà quan trọng hơn vẫn là xem sản phẩm có phù hợp với mình hay không. Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp Việt An là một trong những công ty chuyên sản xuất, nhập khẩu và phân phối các loại máy chiết rót, máy thổi vỏ chai, vỏ bình, dây chuyền lọc nước, máy làm đá viên, có uy tín và kinh nghiệm nhiều năm trên thị trường Việt Nam cũng như khu vực ASEAN. Công ty cung cấp ra thị trường đa dạng các loại máy chiết rót chính hãng, chất lượng cao với đầy đủ các loại từ bán tự động cho đến tự động hoàn toàn. Máy chiết rót do Việt An cung cấp có năng suất đa dạng, chiết được nhiều các loại dung dịch đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, đáp ứng tốt các nhu cầu cho các cơ sở sản xuất đóng gói với nhiều quy mô khác nhau từ nhỏ, vừa và lớn. Máy chiết rót tự động hiện nay được sản xuất, phân phối và lắp đặt bởi rất nhiều các cơ sở khác nhau trên thị trường. Tuy nhiên, khách hàng cần nghiên cứu kỹ để có thể lựa chọn cho mình được những đối tác tin cậy, có thương hiệu và đã được khẳng định uy tín trên thị trường trong và quốc tế.